Võ Tấn Phát tuyên bố độc thân. Việc Võ Tấn Phát liên tục xác nhận độc thân khiến tin đồn chia tay Đại Nghĩa càng có thêm cơ sở. Cuối tháng 5 năm 2022, tin đồn Võ Tấn Phát và Đại Nghĩa rạn nứt tình cảm răm ran cõi mạng. Nguyên nhân xuất phát từ chia sẻ đầy ẩn ý của cả hai trên mạng xã hội. Trong khi đó, Võ Tấn Phát viết "Hạnh phúc nhé", đính kèm biểu tượng trái tim đen. Đại Nghĩa đăng ảnh bản thân cùng chia sẻ nhắn nhủ ai đó từng lời đã hứa, nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Khi tin đồn chia tay xôn xao, cặp sao nam không lên tiếng bàn luận, khiến ai nấy không ngừng tò mò, thắc mắc. Mới đây, Võ Tấn Phát có chia sẻ gây chú ý khi xác nhận tình trạng hiện tại là độc thân. Cụ thể, khi khoe ảnh bên XT Sơn Thạch tại chương trình Ký ức vui vẻ, anh viết kèm, hất tịch, ăn đậu đỏ, xong có cái show, chứ bồ thì vẫn không có. Chia sẻ của diễn viên họ Võ lập tức thu hút sự quan tâm. Ai nấy đều cho rằng tin đồn anh và MC Đại Nghĩa chia tay càng có thêm cơ sở tin cậy. Trước đó, xuất hiện với vai trò cố vấn khách mời tại tập 7 Người ấy là ai mùa 4, nam diễn viên cũng gây xôn xao khi xác nhận đang độc thân. Nhiều năm qua, Võ Tấn Phát vướng tin đồn yêu đương đàn anh Đại Nghĩa. Cả hai được cho là gắn bó từ lâu và sống chung trong căn biệt thự sang trọng của nam MC. Mặc dù nhiều hình ảnh rõ mồn một được dân mạng đưa ra chứng minh mối quan hệ, nhưng Đại Nghĩa và đàn em đều né tránh đối diện.